tiểu bang Missouri năm 1980, lúc này cha mẹ của chúa tể Peter đang quẩy hết mình trên nhà. Tại đây ông dẫn vợ mình vào rừng coi một hạt giống thần kỳ. Bà chả hiểu gì cứ thế đá lưỡi lếu lều với người đàn ông ngoài vũ trụ, mà không biết rằng chính hạt giống này đã khiến chúa tể các vì sao phải lao đao trong tương lai. Năm 1932, 34 năm sau, thanh niên Peter đã thành lập được đội vệ binh giải ngân hà với slogan một ngày ăn cướp bằng 3 năm đi làm. Lúc này bọn họ được thuê đến hành tinh Sovereign để bảo vệ những cục pin quý hiếm khỏi con quái vật bạch tuộc khổng lồ. Trong khi các đồng đội bị ăn hành ngập mặt thì bé Groot lại bật nhạc Vina Howl lên quẩy. Tay đâu, mãi bên nhau bạn nhớ. Con quái vật bạch tuộc này có lớp da dày đến nỗi súng đạn không thể xuyên thủng. Thấy vậy, kẻ hủy diệt Drake quyết định liều mạng nhảy vào bên trong bụng của nó để tấn công từ trong ra ngoài. Nhưng đen thôi đỏ vẫn vậy, ruột gan phèo phổi của nó cũng cứng không kém lớp da. Trong khi mấy ông thần đánh mãi không có kết quả thì Gamora đã lôi ỷ thiên kiếm của mình ra. Cô nhảy lên cao rồi dọc một đường từ vết thương trên cổ nó xuống và thành công tiêu diệt con quái vật. Drake chui từ bên trong ra mừng rỡ vì sắp có món bạch tuộc nướng thì bị Groot ném cho cục đá vào đầu. Gớm vậy mà anh cũng đòi ăn cho được à? Khi ấy anh đô con phát hiện thứ mà cả đội đang bảo vệ chính là pin con ó. Trị giá của mỗi viên có thể lên đến cả tỷ gói mì tôm thanh long. Hoàn thành nhiệm vụ, mọi người nhanh chóng đến hoàng cung để lĩnh thưởng. Nếu hoàng Asa tự hào với công nghệ di truyền trong kén sinh của mình. Tuy nhiên Peter lại nghĩ khác vì anh cho rằng đẻ theo cách tự nhiên là tốt nhất. Nữ hoàng liền bảo nam chính khi nào rảnh rỗi hãy đến thử phòng và chỉ ta xem cách đó nhé. Chiến lợi phẩm mà cả nhóm phải chấp nhận nguy hiểm để đánh đổi đó chính là Nebula. Đang chuẩn bị cáo lui thì nữ hoàng lại hỏi về bố của Peter vì bà ta cảm nhận được dòng máu Á thần chảy trong người anh. Không có chuyện gì nữa nên cả đội đi về. Tuy nhiên chồn lùn đã nhanh tay thó được ít pin con ó để bán kiếm tiền đi hút sò lông mường khương khi tập chức chưa kịp sờ mó gì. Phi thuyền của mọi người vừa mới cất cánh không được bao lâu thì bị cả hạng đội Sovereign bám theo tấn công khiến Peter không hiểu chuyện gì. Có thằng nào vừa mới trôm đồ nhà người ta đúng không? Chồn lùn nói rằng mình chỉ mở tạm vài cục pin để chơi xe điều khiển thôi mà làm khó nhau quá vậy. Hạm đội Sovereign toàn là những chiến thuyền điều khiển từ xa. Nữ hoàng thấy quân mình thiệt hại khá nhiều liền lệnh cho đô đốc bật chế độ đồ sát. Nhóm vệ binh nhanh chóng bay xuống một hành tinh gần đó để núp lùm. Nhưng để bay đến đó, họ phải chạm trán với vô số tiểu hành tinh lượng tử. Chỉ cần chạm nhẹ vào chúng là xác định ngày này năm sau ăn chuối cả nải trên bàn thờ. Chồn lùn thấy game này dễ quá cứ vậy mà đạp ga tăng tốc đánh võng lạng lách các kiểu con đà điểu. Còn hạm đội của Sovereign, cả ngàn chiếc phi thuyền giờ chỉ còn đúng một cái duy nhất. Vậy mà Drake cũng không tha quyết bắn cho đối phương chẳng còn cái nịt. Hóa ra đó chỉ là một phần nhỏ của hạm đội Sovereign. Bởi vì ngay khi thoát khỏi các kiểu hành tinh lượng tử thì cả đội được ăn no đạn. Đột nhiên có một vị thần xuất hiện tiêu diệt toàn bộ hạm đội bay của nữ hoàng trong chưa đầy một nốt nhạc. Nhờ đó mà con tàu đã vào được kết giới của hành tinh gần đó, nhưng cú hạ cánh kinh hoàng đã khiến con tàu hư hỏng hoàn toàn. Sau thì một con tàu kỳ lạ xuất hiện, từ bên trong bước ra là một ông già và một cô hầu gái. Ông ta nói mình là Ego và là cha của Peter. Hai cha con đoàn tụ mà có vẻ không được vui mấy. Ego nói rằng đã từng thuê John mặt lạ xanh đi bắt Peter về cho mình nhưng lại không hiểu sao hắn ta lại bắt cóc anh đi luôn. Mặc dù không có tin tức của con trai nhưng ông vẫn tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Mà cô hầu gái có hai cái râu trên đầu này chính là Mantis. Đến khi Gamora dẫn Peter đi dạo, nàng cảnh báo cho anh người yêu rằng đây có thể là một cái bẫy. Nhưng nam chính nghĩ rằng chẳng có lý do nào. Nàng nói nếu Ego là kẻ xấu thì ta phải tiễn ông ấy về miền xa xăm. Sáng hôm sau cả nhóm chia làm hai. Peter cùng với Trà Xanh và Drake lên đường tới hành tinh của Ego. Con chồn lùn và bé cây sẽ sửa chữa con tàu và trong trường Nebula trốn thoát. Chồn lùn tức giận chia sẻ việc dễ thì chúng nó giành hết còn việc khó thì giao cho mình và một cái cây. Trên con tàu Mantis nói rằng hai cái râu giúp cô có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Cô chạm vào tay của Peter và nói rằng anh đang yêu Trà Xanh. Drake cười vào mặt thằng bạn chí cốt vì điều thầm kín của nó đã bị tiết lộ. Mantis chạm vào người anh Drake và tiếp tục cười vào cái bản mặt Peter. Không biết ăn ở kiểu gì mà bọn nó toàn hãm lòi. Ngoài ra cô nàng này còn có khả năng giúp người khác chìm vào giấc ngủ ngon. Cùng lúc này tại hành tinh chuyên chứa chấp các băng cướp của vũ trụ,
John gặp lại anh trai mình là chúa tể vượt ngục Jay Breslin. Ông ta cũng là chỉ huy tối cao của băng đảng và gửi trên toàn cõi ngân hà, bởi vì John mặt nạ xanh đã vi phạm nguyên tắc bắt cóc trẻ em nên đã bị đá đít ra khỏi gang. Cùng lúc này, nữ hoàng xuất hiện thuê John mặt nạ xanh đi bắt nhóm vệ binh giải ngân hà về trị tội. Rất nhanh bọn chúng đã có mặt gần con tàu của cả đội. Tên tóc dài hí hưởng lao lên trước định lập công, ai ngờ đạp ngay bẫy khiến vô số phi tiêu bay vào mặt bọn chúng. Nhóm thứ hai quyết định tiếp cận ở hướng khác nhưng đen đủ bị chồn lùn dùng bom điện tử cho bay nhảy trên không hết lần này đến lần khác, sau đó còn bị điện giật cho cháy hết cả lông tờ diêm lên. Chồn lùn tuy nhỏ bé nhưng võ nghệ thuộc hành tinh thông, hai thằng tính xông vào cắn lén liền bị cậu ta đánh cho lên bờ xuống ruộng đến má nhận không ra. Nhưng có giỏi thế nào cũng bị mũi tên thần của John không chế. Tuy nhiên ông ta lại không muốn bắt nhóm vệ binh giải ngân hà mà thay vào đó kêu chồn lùn giao lại mấy cục pin con ó cho mình. Đúng lúc này một tên cao to đen hôi tỏ ra bất mãn và muốn tạo phản nhằm chiếm quyền chỉ huy nhóm Javager. Đột nhiên tiếng súng vang lên khiến John bất tỉnh nhân sự, sẵn còn dư đạn nên Nebula liền bắn về phía chồn lùn. Đám phản bội bắt nhốt hết tất cả, lại còn những thuộc hạ trung thành của John đều bị tống ra bên ngoài không gian. Tên cầm đầu tự xưng mình là mặt điện, thấy vậy chồn lùn liền các hiện nói hỏi sao mặt bạn xấu vãi đái đến vậy. Cùng lúc này nhóm của nam chính đã đi đến hành tinh Ego, nơi này có khung cảnh tuyệt đẹp giống y hệt trong truyện cổ tích vậy. Ego dẫn mọi người vào trong cung điện nguy nga trắng lệ của mình, chả trách tại sao mẹ của Peter lại say ông hơn điếu đổ. Ông nói rằng mình là một vị thần thích đi phượt trong vũ trụ. Hàng triệu năm trước ông đã biết cách xây dựng lên một hành tinh. Ego tin rằng bên ngoài vũ trụ kia vẫn tồn tại sự sống nên đã tự tạo cho mình một cơ thể sinh học và bắt đầu đi tìm. Cuối cùng ông đã đến trái đất và gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Kết tinh của tình yêu đẹp này chính là Peter. Ông nói rằng mình đã tìm con trai rất lâu và cuối cùng cũng đã tìm được. Nam chính hỏi tại sao bố lại không trở về thăm mẹ. Ego nói rằng mình bắt buộc phải quay lại hành tinh này nếu không thân xác sẽ héo khô. Ông cũng xin lỗi con trai khi không thể ở cùng hai mẹ con lúc bà ấy bị bệnh nặng và qua đời. Trước lời nói chân thành của bố, Peter cũng đã tha thứ cho ông. Ngoài ra, Ego còn dạy con trai cách điều khiển năng lượng của hành tinh. Hai người còn vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Cảm giác ấm áp này chính là thứ nam chính tìm kiếm bấy lâu nay. Phía bên này Mantis đang tâm sự cùng anh đô con. Ego đã tìm thấy cô từ lúc còn là một ấu trùng rồi nuôi dạy khôn lớn để ru ngủ cho ông ấy. Rick nhìn về phía hồ nước mà lòng nặng trĩu vì nghĩ đến vợ con đã khóc. Khi ấy, Mantis đã chạm vào anh để cảm nhận nỗi đau nhưng ngay khi cô định nói gì đó thì Gamora xuất hiện nên cô lại thôi. Lúc này tại phòng giam của tên phản bội, John kể rằng chính Ego là người đã thuê mình bắt cóc Peter đi. Nhưng ông lại giữ cậu bé lại vì Peter nhỏ con nên dễ thực hiện các phi vụ trộm đồ nhưng. Bọn phản bội nhốt cả hai lại nhưng lại thả rông bé cây. Để thoát khỏi đây, hai người đã nhờ Gross lấy một số món đồ, nhưng cậu ta không hiểu ý liền mang cái quần xịt tới, tiếp đó mang một con chuột trụi lông đến. Cuối cùng là một con mắt giả của đám phản bội, chồn lùn tức sôi cả máu. Trong lúc hai người đang tuyệt vọng thì bất ngờ một Javager xuất hiện với chiếc máy dự bị cho John. Bởi vì tất cả bạn bè của anh ta đã bị trúng hạ, có được cái màu mới John lập tức điều khiển mũi tên thần, tiễn bọn phản bội xuống suối vàng. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị tự diệt gần hết. Ông ta hướng mũi tên về phía mặt điện, nhưng hắn né được khiến một vụ nổ lớn xảy ra. Con tàu khổng lồ nhanh chóng tan thành khói bụi. Còn nhóm của chồn lùn nhanh chóng tách phần đầu của con tàu ra rồi bay đến hành tinh Ego. Mà để tới được đó họ phải trải qua hơn 700 cổng không gian. Con đường mà ba người trải qua còn gian nan hơn cả đường lấy kinh của đường tăng năm xưa. Cùng lúc này, Peter đang hạnh phúc bên người đẹp Gamora. Anh muốn được sống an phận cùng nàng và bố trên hành tinh tuyệt vời này. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, bởi vì cụ nhà ta xưa có câu mật ngọt chết rồi nên vẫn phải cảnh giác đề phòng cao. Peter lại cho rằng nàng đang ghen tị với mình nên khiến cả hai cãi vã, trà xanh giận bẩy sắc cầu vồng bèn bỏ ra ngoài hóng mát. Ai ngờ vừa mới đặt mông xuống thì con em gái điều khiển phi thuyền đến xả đạn khiến cô bỏ chạy muốn tụt cả quần. Hai chị em nhà này không biết sao mà cứ gặp nhau là muốn bắn tung tóe lên. Sau một hồi giao đấu ác liệt thì cả hai lại ngồi tâm sự với nhau. Nebula nói rằng chính Gamora mới là người ham muốn chiến thắng, còn cô chỉ muốn một người chị mà thôi. Bởi vì mỗi lần hai chị em tập luyện với nhau Gamora đều muốn giành chiến thắng. Mà mỗi lần như vậy Nebula sẽ bị cha nuôi Thanos thay thế một bộ phận bằng máy móc khiến cô rất đau đớn.
Tối đó, Ego đến thăm con trai và muốn cho anh biết sự thật về hành tinh này. Mantis nhìn thấy chuyện này liền vội vàng chạy về báo cho Drake. Còn Gamora và em gái thì phát hiện ra một mồ chôn tập thể khổng lồ. Sau đó, Mantis nói cho mọi người biết toàn bộ số xương khô đó đều là những đứa con rơi rớt của Ego. Cùng lúc này, phi thuyền của nhóm chồn lùn cũng đã bay đến nơi đây. Còn Peter khi ấy đã bị lão già Ego thôi miên và cho anh thấy dã tâm thật sự của mình. Hàng triệu năm qua lão đã cấy rất nhiều hạt giống vào các hành tinh khác nhau. Giờ lão cần chúng lớn lên và lan tràn ra khắp các hành tinh đó. Ngoài ra ông ta chính là thần trịch dạo của vũ trụ khi đã tạo ra rất nhiều con lai và thuê mặt nạ xanh đưa những đứa trẻ đó về đây cho mình. Không may những anh chị em khác của Peter lại không mang gen thần của ông ta. Chỉ nam chính là mang dòng máu thần có thể liên kết được với nguồn sáng. Ego còn nói chính tay mình đã đặt khối u vào cơ thể mẹ anh. Nghe đến đây, Peter tỉnh lại và vô cùng tức giận xả đạn vào lão già ác độc. Tuy nhiên, lão là một vị thần nên không hề hấn gì. Đã vậy còn dùng tia sáng bắn xuyên người Peter, lão ta muốn biến anh trở thành một cục pin trong vòng vài ngàn năm. Sức nhanh năng lượng của nam chính đã bị hút vào bộ lão nằm sâu trong mặt đất. Các hạt sóng bắt đầu phát triển và nuốt chửng mọi thứ mà chúng đi qua. Đúng lúc này, những người đồng đội của Peter phá cửa xông vào. Lái phi thuyền đè bẹp lão ta giải thoát cho nam chính. Cả bọn nhanh chóng lên phi thuyền chạy trốn nhưng Ego đã dùng nguồn sáng để trói con tàu của họ lại. Peter hợp lực với cha nuôi thành công vượt qua được ông bố ác độc. Tuy nhiên thay vì chạy trốn, anh quyết định bay xuống lòng đất để ngăn cản kế hoạch phá hủy vũ trụ của lão ta. Chôn Lun điều khiển tia laser bắn các vật cản mở đường cho con tàu bay đến lõi của hành tinh nơi chứa đựng bộ não của Ego. Cùng lúc này, hạm đội của Nữ Hoàng Vàng khai hỏa tấn công vào hành tinh này. Sau một hành trình gian nan cuối cùng, con tàu của các vệ binh đã tiến đến nơi. Chôn Lun tiếp tục phóng laser bắn vào lớp bảo vệ bộ não của Ego. Đang tập trung khoan thì hạm đội của Nữ Hoàng cũng đã đến nơi. Bọn chúng liên tiếp tấn công khiến cả nhóm phải bỏ chạy. Drake cùng với Gamora và cô nàng Mantis không may rơi khỏi phi thuyền. Còn Chôn Lun thì cuốn số pin đó lại tạo thành một quả bom đủ mạnh để phá hủy cả một hành tinh. Sau đó cậu cùng với nam chính phóng ra khỏi con tàu, Ego đã phát hiện có kẻ muốn lấy cắp bộ não của hắn. May mắn Mantis đã dùng năng lực của mình thành công du ngủ cho hắn, nhưng nàng không thể cầm cự lâu được. Chôn Lun nhìn thấy lớp bảo vệ não quá dày còn cái lỗ chui vào thì quá bé không thể nào vào trong được. Không còn cách nào khác cậu ta đành phải giao phó nhiệm vụ đặt bom cho bé cây. Còn nam chính xông ra ngoài tấn công cản đường kẻ địch. Lúc này tàu chiến của nhóm vệ binh đang yếu thế vì sắp cạn năng lượng. Nebula liền liều mạng nối dây điện vào người mình để cấp năng lượng cho các khẩu pháo laser hoạt động. Trước mắt một cái hạm đội của Nữ Hoàng chẳng còn cái nịt gì. Bà ta tức cay hết cả Buffer N vì chỉ trong vòng vài ngày mà cả hai hạm đội của mình đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Một mảnh vỡ không may và chạm với phi thuyền khiến nó nổ máy lập tức. Rất may là mọi người trong phi thuyền vẫn còn bình an vô sự. Tưởng như mọi chuyện đã tạm thời yên ổn nhưng không. Lão đạo diễn đã ném một cục đá vào đầu Mantis khiến cô bất tỉnh nhân sự. Như vậy mà Ego mới có thể thức giấc. Sandu ra lệnh cho con tàu đang đợi bên ngoài tiến và đón bọn họ. Peter đưa bộ áo giáp của mình cho Drake để anh ta đưa Mantis rời đi trước. Lúc này lão giả Ego dùng các xúc tu tấn công nhóm vệ binh. Mặt nạ xanh không phải dạng vừa điều khiển tên thần tấn công các xúc tu của hắn. Bên này Chôn Lùn và Peter ăn hành ngập mồm. Ray bay được lên bên trên thì nhìn thấy con tàu của nhóm đã bị lão già tóm được. Còn hai chị em Gamora cũng không thoát khỏi những xúc tu này. Còn bẻ gãy mũi tên thần và đè đống đá lên người mặt nạ xanh. Kẻ hủy diệt thì cố gắng nâng Mantis khỏi bị cát bao phủ. Bé cây cũng gặp nguy hiểm khi bị đống đất đá chèn ép. Lão giả triệu hồi ánh sáng dưới lòng đất không chế Peter. Sau đó dùng tử điện thanh lôi đánh vào người con trai. Bộ não được nạp năng lượng trở lại giúp những hạt sống tiếp tục phát triển. Đây giống như ngày tận thế cho các dạng sống trên những hành tinh khác nhau. Mặt xanh chăn chối ông không dùng cái mào trên đầu để điều khiển mũi tên mà là dùng trái tim của mình. Peter nhận ra nhóm vệ binh mới là gia đình thực sự còn ông già trước mặt chỉ là một kẻ độc tài độc ác. Nhờ vậy mà anh có thể thức tỉnh nắm lấy quyền kiểm soát năng lượng của lõi hành tinh. Ngay khi lão ta kịp nhận ra thì đã bị nam chính đánh cho lên bờ xuống ruộng. Những người đồng đội cũng vì thế mà thoát khỏi khống chế. Những hạt giống trên toàn vũ trụ cũng ngừng lại không còn phát triển nữa, còn bé cây đã nhìn thấy bộ não khổng lồ của Ego. Cậu nhanh chóng hẹn giờ quả bom rồi bỏ chạy thục mạng. Lúc này mọi người cũng đã trèo lên được con tàu cứu hộ. Trong khi đó, hai cha con Peter vẫn đang giao cấu nhau ác liệt. John muốn ở lại trợ giúp cho con trai nuôi bởi vì cả đời ông đã làm quá nhiều việc xấu rồi. Chôn Lùn đưa cho ông hai bộ giáp rồi rời đi. Khi ấy, Peter và Ego dùng những viên đá xung quanh để biến thân rồi lao vào nhau. Cả hai đều vỡ vụn và rơi nhanh xuống dưới đất. Cô nàng Gamora định đi cứu người yêu nhưng đã bị Chôn Lùn trích điện cho bất tỉnh nhân sự. Cậu ra lệnh cho phi thuyền bay đi vì không muốn nhìn thấy nhiều đồng đội phải đi ăn gà. Quả bom chỉ còn chưa đầy 30 giây nữa là nổ nên Ego vội cầu xin con trai hãy dừng lại. Nếu hạ ông ta thì Peter sẽ trở lại thành người bình thường. Anh đáp tôi vẫn sống là được.
Vừa nói xong thì quả bom phát nổ phá hủy bộ não khiến thân thể của lão ta dần biến thành cát bụi. Thân lực của nam chính cũng biến mất theo. Trong lúc nguy cấp, John mặt xanh đã kịp thời đưa Peter rời khỏi hành tinh này trước khi nó bị hủy diệt. Ông trước giờ luôn xem anh là con trai nên đã dùng bộ dưỡng khí duy nhất cho Peter. Anh cố gắng trả lại cho cha nuôi nhưng không được nên đành nhìn ông ấy ra đi trong sự đau khổ. Cuối phim, cả nhóm vệ binh cử hành tang lễ cho John xanh. Những người anh em Javaga đến từ khắp mọi nơi cùng bắn pháo hoa thể hiện sự tôn trọng với ông. Còn Nebula từ biệt Gamora để trở về trả thù con vợ Thanos độc tài. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người!